Chào các bạn, lại là mình đây. Các bạn đang đến với channel của mình. Và ở video ngày hôm nay mình sẽ chơi sứ mệnh 367 nha các bạn ơi. Ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và trước khi vào sứ mệnh 367 thì chúng ta lại phải nâng cấp các chiến binh của mình các bạn ạ. Và chúng ta có thể nâng cấp hết các chiến binh luôn các bạn ơi. Từ thợ mỏ cho tới kiếm sĩ, cung thủ, lính giáo, phù thủy và người khổng lồ các bạn ạ. Hãy chờ xem sứ mệnh 367 đang chờ đợi chúng ta điều gì nha các bạn. Nào, chúng ta vào game thôi nào. Phá hủy tượng địch, một khung cảnh hết sức là hùng vĩ các bạn ạ. Ái chà. Và bước đi đầu tiên là những anh khổng lồ các bạn ơi. Đây là một anh khổng lồ hết sức là to lớn các bạn ạ. Phải nói đây là anh siêu to khổng lồ các bạn ơi. Đâu rồi, quân địch đâu rồi? Đấy, nhìn thấy anh khổng lồ bên mình chưa? Nhìn thấy anh siêu to khổng lồ chưa các bạn? Đấy, anh em mới trả được sự hỗ trợ từ những chiến binh kìa các bạn ạ. Những chiến binh phải nói đây là những chiến binh siêu nhân. Anh em ơi, đây là những chiến binh siêu nhân anh em ạ. Đấy, thấy gì chưa? Đấy, quân địch là nhìn thấy là rùng rợn ở đây anh em ạ. Chưa thấy quân địch núp nhích gì cả, nhưng mà bên đội quân bên mình thì hết sức là to lớn các bạn ạ. Đây là một đội quân siêu nhân các bạn ơi. Đây là một đội quân siêu nhân, những cái chiến binh thiện chiến các bạn ạ. Đâu rồi đấy, thấy chưa, mẹ lính giáo, kiếm sĩ rồi người khổng lồ, nhìn hết sức là xương sẩu các bạn ạ. Đó, thấy lính giáo chưa, thấy người khổng lồ chưa? Ố, cái ông thợ mỏ sao lại kéo hàng qua bên kia đào à? Mẹ đánh hỏng người bây giờ, mẹ mình mua quá dư người rồi, mình mua dư thợ mỏ rồi anh em ơi. Và ở sứ mệnh 367 này mình được hỗ trợ của những chiến binh zombie nữa các bạn ạ. Sứ mệnh này nhìn thấy rất là hào hứng các bạn ạ. Và để cho đội quân của mình thêm tiện chiến thì mình tiếp tục mua thêm các chiến binh lính giáo nhé các bạn ơi. Đấy, thấy chưa, trượt, ôi chà, hết sức là ngầu rồi các bạn ơi. Thêm một anh siêu to khổng lồ nữa, nhưng mà không to bằng những anh khổng lồ trước các bạn ạ. Đây là một những chiến binh siêu nhân các bạn ơi. Bằng sự thần kỳ nào đó mình đã được hỗ trợ những chiến binh siêu nhân và những người zombie các bạn ạ. Màn này thì chắc là rực rỡ lắm đây các bạn ơi. Hãy đăng ký cái like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Màn này là rực rỡ rồi anh em ơi. Đấy, thấy cung thủ chưa, nhìn trắng xanh xanh thì quá là rực rỡ luôn anh em ạ. Đấy, zombie hỗ trợ nữa thì màn này vô đối rồi anh em ơi. Bằng sự thần kỳ nào đó, sứ mệnh 367 này mình được hỗ trợ từ zombie tới người khổng lồ luôn anh em ạ. Và để cho thêm sự hào hứng thì mình sẽ mua thêm hai anh khổng lồ nữa nha anh em. Thấy chưa? Đấy, những bộ áo giáp như vậy thì quân nào mà chịu cho nổi hả anh em. Sứ mệnh 367 này rất là hay nha anh em ơi. Anh em nào chưa chơi thì anh em chơi thử nha. Sứ mệnh 367 này mình thấy là hay lắm nè. Đấy, những đội quân là thiện chiến lắm anh em ạ. Đấy, để cho mấy anh zombie lên chiến đấu trước đi. Đấy, có thêm cả thần chết nữa anh em ơi. Trời ơi, màn này thì vô đối rồi anh em ạ. Thấy gì chưa, bốn anh khổng lồ rồi, hai anh khổng lồ cây, hai anh khổng lồ xương. Đây, phải nói đây là đội quân siêu nhân nữa anh em ạ. Đây là đội quân siêu thiện chiến luôn anh em ạ. Đó, chuẩn bị vào chiến dịch để tấn công nào anh em ơi, lên đường nào. Tấn công một phát ăn luôn nhá, đội quân này mà mạnh mẽ như thế này mà bại trận thì còn nói năng gì nữa hả anh em. Mình đúng thật là thiên thời địa lợi nhân hòa anh em ạ. Được hỗ trợ từ những zombie và những chiến binh khổng lồ như thế này thì màn này thì vô đối rồi anh em ơi. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nào. Đó, thấy gì chưa, cho bắn thoải mái, cho bắn cả ngày luôn anh em ạ. Đấy, thằng nào ra là anh xiên thằng đó, anh đập thằng đó. Bên quân địch cũng có khổng lồ, nhưng mà khổng lồ đỏ mà khổng lồ cây anh em ạ. Nhìn khổng lồ này thì bài trì của những người siêu to khổng lồ bên mình thì bay màu thôi anh em ơi. Đó, đập đi, đập nó đi, đúng rồi, cứ lên đường là đập nó thôi. Đó, những tiếng kêu la như vậy thì làm sao mà chống chọi nổi hả anh em. Đập thoải mái luôn anh em ơi. Đấy, chạy à mày. Không chạy à, lại được không bổ sung người khổng lồ nữa rồi anh em ơi. Những chiến binh siêu to khổng lồ của mình đóng oanh tạc bên quân địch anh em ạ. Quân địch thì chạy toán loạn rồi anh em ơi. Quân địch có sự hỗ trợ của zombie khổng lồ, nhưng mà đó không phải là cái điều quan trọng nhất anh em ạ. Quan trọng nhất là quân địch không có khả năng chống cự anh em ơi.
Và bây giờ quân địch có một sự bổ sung của người khổng lồ, nhưng mà người khổng lồ này thì coi chừng là cũng mấy thùy thôi là cũng bay bầu luôn anh em ạ. Thấy chưa, thấy chưa? Đấy, đập nó đi anh em ơi. Đấy, thấy chưa, những đội quân, những đội quân như là lính giáo, phù thủy rồi kim sĩ của mình hầu như là không phải hoạt động luôn anh em ơi. Sứ mệnh 367 này là mình cầm chắc phần thắng trong tay rồi anh em ạ. Đó, thấy chưa, tượng địch như vậy thì làm sao mà chống đỡ nổi. Tiếc là quân địch không có những chiến binh khổng lồ dữ dội để chiến đấu cho nó phù hợp với sức của đội quân mình anh em ạ. Đó, một chiến thắng vô cùng đơn giản và dễ dàng anh em ơi. Vậy là sứ mệnh 367 mình đã hoàn thành một cách đơn giản nha anh em. Bây giờ mình chọn sứ mệnh chơi khác chơi cho anh em nào. Và tiếp theo sứ mệnh 367 mình sẽ chơi sứ mệnh 368 anh em ạ. Lại một khung cảnh quen thuộc anh em ạ. Coi quân địch có ai không. Ôi giặc, quân địch lại mấy ông bị suy dinh dưỡng anh em ạ. Quân địch nhìn ốm quá, làm sao mà ra chiến trường được. Phải nạp năng lượng vào thôi anh em ơi, chứ quân địch như vậy thì mình đánh đâu là thắng đó anh em ạ. Để xem tình hình đội quân bên mình nào. Tiếp tục đầu tư vào cung thủ. Mấy ông suy dinh dưỡng thì mình chỉ đầu tư vào cung thủ, bắn cho hai phát là cũng bay màu luôn anh em ạ. Và chiến dịch sứ mệnh 368 này thì coi bộ mình cũng giành một chiến thắng một cách dễ dàng thôi anh em ơi. Đó, đó, thấy chưa, thấy đội quân của mình chưa anh em. Ba ông cung thủ rồi, sang ông thứ 4 là mình tấn công luôn nào. Ôi chà, có ba ông suy dinh dưỡng này thì đánh đấm cái gì. Ba ông suy dinh dưỡng cầm kiếm to hơn người như vậy thì đánh được ai. Lên thôi anh em ơi, lên xử nó nào. Không cho quân địch đào vàng anh em, bắn nó đi. Đúng rồi, mẹ không chạy nhanh là anh bắn hỏng người luôn. Nói lui quân anh em ơi, nó có viện binh, nó có viện binh, lui quân, lui quân, lui quân. Đúng rồi, hợp lý rồi, chiến thuật hợp lý rồi anh em ơi. Bây giờ được 5 ông cung thủ rồi thì quân địch chống thế nào được, thằng nào lên là tấn công luôn, đúng rồi. Mẹ ba ông kiếm sĩ là còn suy dinh dưỡng như thế này thì anh đánh cho một phát là bay màu luôn. Đó, không chạy nhanh là anh bắn nó bay màu. Ra chiến trường mà sử dụng đội quân suy dinh dưỡng như vậy thì làm sao mà chiến đấu ở quân địch. Đâu rồi, này 3-4 ông dương cung lên làm gì. Quân mình chạy mất dép rồi mà ấy, lại ra anh lại tấn công. Lên ba ông suy dinh dưỡng như thế này thì anh lại tấn công thôi. Mày không chạy à. Rồi lui quân anh em, đợi thêm mấy ông lính giáo đó là vào đập tượng nữa nào. Quân địch mà suy dinh dưỡng như vậy thì tượng thì bay mấy hồi đâu anh em. Đâu rồi. Static World Legacy này có nhiều phần hấp dẫn lắm nha anh em ơi. Đâu rồi. Quái chất lại lên à, lên anh lại tấn công, mày không chạy nhanh là anh bắn cho hỏng người. Quái thì cái ông kiếm sĩ kia là sắp hết máu rồi anh em ạ. Bắn cho một mũi tên nữa là bay màu luôn đấy anh em ơi. Và bây giờ thì mình coi nào. Mẹ, quân địch lên, ách lại tấn công, mẹ không cho đào vàng anh em ạ. Bây giờ chơi chiến thuật mới là không cho đào vàng. Đâu rồi. Đấy, bay màu một ông. Lao vào đập tượng luôn, đang máu chiến anh em ơi. Lao vào đập tượng luôn đi. Xử đẹp nó luôn anh em ơi. Đấy, đập tượng là chỉ có lính giáo đập tượng là oai hùng anh em ạ. Vào cứ mẹ cầm giáo xin cho vài nháy là xuống giảm liền đấy anh em thấy chưa. Lượng máu của tượng xuống cỡ đó mà lính chỉ cần mấy ông 4-5 ông lính giáo là đã bao hủy đối tượng rồi anh em ạ. Kẻ thù đã gọi tiếp viện à, mẹ tượng sắp sập rồi mới gọi tiếp viện hả anh em. Ôi trời ơi, tiếp viện toàn mấy ông chi dinh dưỡng như thế này mà ông gọi tiếp viện ông ơi. Tôi dương cờ trắng mà đầu hàng đi anh em ạ. Nhìn như thế này mà gọi tiếp viện à? Tiếp viện phải mới kêu với ông to cao ra chứ, siêu to khổng lồ ra chứ, lại kêu mấy thằng suy dinh dưỡng như thế này để đánh đấm gì. Đấy, có một ông mẹ to cao cái cỡ kia mà một mình thì làm sao mà chống chọi được với linh giáo bên quân anh. Mấy chú chán thật á. Đấy, bay màu rồi, bay màu ông này là lao vào độc tượng thôi, còn ai chống nữa đâu. Rồi, vậy là sứ mệnh 368 mình đã hoàn thành một cách nhanh chóng và vô cùng đơn giản nha anh em. Giờ mình sẽ qua sứ mệnh khác nào anh em ơi. Rồi, sứ mệnh 293 xem có gì khác không. Chứ hai sứ mệnh trước đánh nhàn quá anh em ạ. Không tốn nhiều sức anh em ơi. Và trước như thường lệ thì trước khi vào thì mình vẫn phải nâng cấp cái chiến binh nha anh em. Nhìn cái màn kiểu này thì không biết là chờ đợi điều gì ở sứ mệnh 293 đây anh em. Ấy chà, phá hủy tướng địch kìa. Nhìn khung cảnh này là khung cảnh của zombie rồi anh em ạ. Đấy, mình được tặng một cái rìu để tăng cường sức cái đào vàng cho mấy ông lính mấy ông thợ mỏ nha anh em. Và để sử dụng rìu đó thì mình đầu tư thêm mấy ông lính giáo để cho nó máu chiến anh em ạ. À quên lộn, đầu tư mấy ông thợ mỏ. Nhiều ông thợ mỏ phát là cho mấy ông cái cơm nước là lại đào hăng liền anh em ạ.
ai chưa like và đăng ký kênh thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Trong thời gian chờ đợi các chiến binh của mình thì anh em có thể bớt chút thời gian bấm vào like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá, để mình có động lực ra video mỗi ngày cho anh em xem, đúng không anh em? Rồi bây giờ coi con địch qua em nào. Ui à, hai ông lính sáo rồi, thêm mấy ông cung thủ nữa là lại tấn công thôi anh em ạ. Đó, chuẩn bị nào anh em ơi. Đâu rồi? Đấy, đội quân bây giờ là nhìn mẹ hoành tráng lên anh em nhá. Thêm mấy ông lính giáo xanh xanh đỏ đỏ này vào là nhìn đội quân rực rỡ lên anh em ạ. Đó, xem nào. Ôi trời, quân địch kìa. Không có gì đặc biệt anh em ạ. Quân địch kiểu này thì lại dương cờ trắng sớm thôi anh em ơi. Nào, cung thủ, bắn đi. Quái lại chạy, đánh nhau mà lại chạy như thế này để anh em chán không anh em? Mẹ mình mới tấn công phát là mấy ông đã co đi cong đít bỏ chạy rồi thì đánh mình đánh với ai? Lên để cho mẹ cung thủ nó bắn sấp mặt luôn anh em. Đâu rồi? Mẹ tấn công luôn, chúng đang máu chiến mẹ đứng lại đánh nhau với anh nào mấy chú lại chạy à? Đấy lại chạy rồi anh em ạ. À. Chưa kịp đánh nhau nó lại chạy rồi. Buồn nhở? Mình chưa kịp ra tung ra chiêu thì mấy ông đã chạy hết rồi. Như thế này buồn nhỉ anh em nhỉ? Đâu rồi? Lại chạy lên anh lại tấn công tiếp. Mấy chú không đánh nhau với anh thì mấy chú đừng có đào vàng. Đó, mấy chú phải xác định là không đánh nhau với anh là mấy chú đừng có đào vàng. Anh tấn công liên tục cả. Đói, lại chạy rồi. Chạy về cong đít mà chạy mà tụt quần như kiểu đó thì anh em nói đánh nhau cái gì hả anh em? Chạy như vậy thì làm sao mà có những trận chiến hay cho anh em xem được anh em nhở? Đâu rồi? Đấy, đứng lại đánh nhau nào, lại chạy rồi anh em ạ. À. Cứ mình tấn công là nó chạy. Giờ thì chạy hay không thì không đánh vấn đề nữa, anh vào anh xiên tượng luôn. Tượng mấy chú mà sập là mấy chú không có cơ hội đánh nhau với anh à. Mẹ nói, anh tượng cơ đó đấy anh em ạ. À. Tượng sụt cơ đó mà mấy ông không ra đánh nhau với tôi là mấy ông mẹ sập tượng. Anh ạ, có lại có siêu to khổng lồ à. Siêu to khổng lồ qua mẹ anh cũng xiên luôn. Siêu to khổng lồ à, rực rỡ quá nhở. Siêu to khổng lồ thì chỉ cần lính giáo thôi. Khổng lồ đấy thì chỉ cần lính giáo thôi anh em ạ. Khổng lồ đó thì mình chỉ sử dụng lính giáo là mình xử được hắn rồi. Khổng lồ đó nó không ăn thua rồi anh em ơi. Anh em nhìn xương sẩu như vậy, nhìn ngầu lè như vậy chứ nhưng mà không ăn thua đâu anh em ạ. Đấy, khổng lồ này mình quánh tí là mẹ bay màu ngay. Đấy, mua cho mấy ông lính giáo à. Mỗi ông xiên cho phát vào chân là khổng lồ này bay màu anh em ạ. Khổng lồ này sức chiến đấu yếu lắm. Mấy tôi đánh nhau như vậy thì anh em mới có cái xem nha anh em nhờ. Đấy, thấy gì chưa? Lính giáo lao vào cỡ đó mà mày làm sao mà có bay màu được. Đấy, khổng lồ đỏ sắp bay màu rồi. Siêu to khổng lồ bay màu rồi anh em ơi. Đấy, giờ là vào đập tượng đấy chứ còn ai cản nữa đâu anh em. Coi bộ video lần này mình phá hủy tượng một cách đơn giản và nhanh chóng anh em nhờ. Đấy, mình toàn tạo ra một điều quân siêu nhân hoành tá trạng anh em ạ. Đấy, tượng sập rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em đã xem video nhá. Hãy like và đăng ký kênh nào.